Thắng may mắn Trinidad Tobago, Thái Lan vẫn bị mỉa mai coi thường. Để thua Malaysia ở trận bán kết, Thái Lan đành ngậm ngùi bước vào trận tranh hạng 3 giải Kim Cúp với Trinidad Tobago. Năm 2018, Thái Lan đã để thua Slovakia trong trận chung kết. Ở lần tổ chức gần nhất diễn ra vào năm 2019, người Thái xếp trên ở vị trí cuối cùng sau khi mà để thua Việt Nam và Ấn Độ. Đội chủ nhà sẽ không có Chanathip trong trận đấu so tài với Trinidad Tobago khi cầu thủ này đã trở lại Nhật Bản và dưỡng thương sau trận đấu với Malaysia. Ngoại trừ Chanathip chấn thương, tình trạng của đội đều tốt, tất cả các cầu thủ đều hoàn hảo. Những người đá toàn bộ trận đấu với Malaysia đã được nghỉ ngơi đầy đủ, ông Poking nói trong cuộc họp báo trước trận. Huấn luyện viên Poking đánh giá cao Trinidad Tobago nhưng vẫn tin vào một chiến thắng cho đội chủ nhà. Trinidad Tobago là một đội mạnh về thể chất, với những cầu thủ có thể hình tốt đang thi đấu cho các câu lạc bộ lớn và thứ hạng cũng cao hơn Thái Lan. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ làm thật tốt để đáp lại tình cảm của người hâm mộ bóng đá, luôn ủng hộ cho đội. Họ xứng đáng nhận được một kết quả tích cực. Tôi tin rằng Thái Lan có đủ phẩm chất để giành chiến thắng. Trận đấu này là cơ hội để cho Thái Lan thử nghiệm nhiều cầu thủ trẻ và những gương mặt mới được gọi vào đội tuyển. Với nỗ lực chứng tỏ bản thân ở cấp độ đội tuyển, tôi hoàn toàn tin tưởng vào tất cả các cầu thủ được tung vào sân để thể hiện những phẩm chất tốt nhất của mình, thuyền trưởng của Thái Lan đá chốt. Trong khi đó, hậu vệ Thanathorn Bumpathan đã cho hay, mặc dù là trận tranh hạng 3 nhưng đây cũng là một sự kiện rất quan trọng của đội tuyển Thái Lan. Chúng tôi rất thất vọng vì không thể vào chung kết, nhưng trận đấu tiếp theo thì cũng có rất nhiều ý nghĩa. Hậu vệ cựu 32 tuổi muốn người hâm mộ ủng hộ cho nhà vô địch AFF Cup 2020. Tôi xin trân trọng kính mời người hâm mộ bóng đá Thái Lan tới xem và cổ vũ, động viên tinh thần cho tất cả các cầu thủ. Thanathorn kêu gọi các đồng đội hãy quên đi trận thua Malaysia để tập trung cho cuộc chiến với Trinidad Tobago. Thái Lan gặp một đối thủ ở Đông Nam Á mà chúng tôi không được phép thua, nhưng chúng tôi đã thất bại, đó là bóng đá. Mọi người cần phải tập trung vào trận tranh hạng 3. Chúng tôi cần nhìn lại bản thân. Tôi nghĩ rằng mọi người đều đã biết những gì còn thiếu và cần cải thiện thêm những gì cho trận đấu sắp tới. Cả đội sẽ quyết tâm hơn bao giờ hết để giành chiến thắng. Hôm qua, ngày 13 tháng 9, FIFA đã gửi một bức thư tới Liên đoàn bóng đá Thái Lan để chứng nhận rằng King Cup thuộc cấp các trận giao hữu hạng A của FIFA. Như vậy, các đội tham dự giải đấu này sẽ được tính điểm theo như bảng xếp hạng của thế giới. Vừa qua, Thái Lan đã để thua Malaysia và bị trừ khá là nhiều điểm. Nếu cứ tiếp tục để thua trong trận tranh hạng 3 King Cup, đội bóng xứ chùa vàng sẽ tiếp tục tụt hạng ở bảng xếp hạng FIFA mới. Bị dồn tới chân tường, Thái Lan đã dùng hết các cầu thủ mạnh nhất để ra sân. Họ nhập cuộc tự tin và không để thua thiệt. Họ cũng là người có cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi mà đến với cú sút cực căng của Porom Sikhe đến khung thành của thủ môn Trinidad, nhưng bóng đi chệch khung thành. Nhưng mà người hâm mộ Thái Lan thì không phải chờ đợi quá lâu. Ít phút sau đó, bất ngờ đã xảy ra. Từ một pha bóng hớ hênh của hàng phòng ngự Trinidad, cũng chính cầu thủ này đã kịp thời xuất hiện, đệm bóng, ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Thái Lan. Một bàn thắng rất may của đội tuyển Thái Lan. Sau bàn thắng dẫn trước của đội tuyển Thái Lan, Trinidad không hề tỏ ra ngấp ngáp. Họ vẫn thi đấu bình tĩnh và tìm kiếm những cơ hội. Ở trận đấu này vì vậy mà trở nên khá là nhạt nhẽo và hiệp 1 khép lại với lợi thế dành cho đội tuyển Thái Lan. Sang hiệp 2, Trinidad đã thay đổi vị trí trên hàng công, nhưng mà đội bóng này vẫn thể hiện một lối chơi thong thả và họ không quá mặn mà và quyết tâm chiến đấu gỡ hòa. Thậm chí từ giữa hiệp 2 thì họ còn có phần lớn là nhường cho đội tuyển Thái Lan. Chất lượng chuyên môn của các trận đấu thì đang rất thấp và khán giả trên sân tỏ ra thái độ không hài lòng với những gì mà hai đội đang thể hiện. Thế nhưng bất ngờ họ lại có được một bàn thắng gỡ hòa ở phút 61. Tận dụng cơ hội cố định, số 12 đã có pha đánh đầu đưa bóng vào trung khung thành của thủ môn Kipitpong. Trận đấu đã bị quay trở lại như vạch xuất phát. Bị gỡ hòa, Thái Lan dồn lên tấn công tìm bàn gỡ và chỉ mới phút sau, Thái Lan lại vừa lên dẫn trước với bàn thắng khá đẹp của Supachop. Sau khi mà tiếp tục bị Thái Lan dẫn ở những phút cuối, Trinidad vẫn tỏ một thái độ rất bình thản. Họ không có vẻ gì là quyết tâm thi đấu. Cầu thủ to cao, thể lực sung mãn nhưng lại hết sức vụng về, đá bóng thì hời hợt. Và với tư duy cùng với thái độ thi đấu khó hiểu của đội khách, Thái Lan đã có được điều mình muốn là chiến thắng. Kết quả này sẽ giúp cho Thái Lan về đích ở vị trí thứ 3 tại King Cup 2022, hoàn thành mục tiêu họ đề ra trước đó. Thế nhưng dù đã làm được những gì tuyên bố trước trận, Poking và các học trò vẫn bị người hâm mộ của đội nhà và khán giả Đông Nam Á coi thường. Trinidad đã đá như tập dưỡng sinh, biếu không Thái Lan một trận, đúng là trò hề của ban tổ chức. Người hâm mộ Malaysia chia sẻ, hay là khán giả Trinidad thì viết, trận đấu nhạt nhẽo, vô vị, Thái Lan thì cũng chỉ là ăn may với chiến thắng, nếu khen chỉ khen một mình Supachop mà thôi. Trong khi đó, khán giả Thái Lan thì cũng buông những lời mỉa mai dù đội nhà vừa thắng. Trận đấu này Supachop là đá bóng thôi, còn lại là một lũ trò hề. Trận thắng mà với một đối thủ hời hợt thiếu trách nhiệm như thế thì cũng chẳng có ích. Người Thái đã viết, thắng như vậy thì FIFA chắc chắn sẽ cộng điểm cho chúng ta hẳn là 0,5 điểm để động viên đấy. Chúc mừng cả đội nhé!
Những lời mỉa mai của người hâm mộ Thái Lan như là sắt muối vào Liên đoàn bóng đá Thái FAT. Giải King Cup 2022, đội tuyển Thái Lan đã đặt nặng về vấn đề trọng tâm chạy điểm để cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA nhằm hướng tới dễ thở hơn trong cuộc bốc thăm vào chung kết Asian Cup 2023. Tuy nhiên, đau cho Thái Lan là tiền ta đèm đáy Tây. Và trận thua Malaysia ở King Cup 2022 khiến cho đội tuyển Thái Lan đã mất đi rất nhiều điểm ở trên bảng xếp hạng FIFA. Và trận thua ngày hôm nay chắc chắn sẽ khiến cho họ tiếp tục rớt hạng. Trong khi đó, trận chung kết King Cup 2022 giữa Malaysia và Tajikistan lại có một cửa thắng cho Malaysia là không hề nhỏ. Mọi thứ diễn ra đúng như những gì mà đã nhận định. Thì chính xác, giải đấu này Thái Lan sẽ tổ chức để giúp Malaysia thăng hạng mà thôi. Đây thật sự là một điều đáng báo động với bóng đá Thái Lan lúc này. Nhưng các cầu thủ của đối thủ khác lần lượt nhận những trận đấu thuyết phục, Liên đoàn bóng đá Thái thì chắc chắn cũng sẽ lo sốt vó. Nhất là đội cùng bảng với họ AF Cup là Indo, vừa qua họ có một trận đấu rất hay. Đội tuyển Indonesia dưới thời dẫn dắt của ông Shin đã bất ngờ có chiến thắng 3-2 trước đội bóng hạng 84 thế giới, đội tuyển Curacao. Các pha lập công của Indo đã được thực hiện bởi Mark Klok, Arianto và Dimas Drajak. Với thứ hạng 155 trước trận đấu, đội tuyển Indo được cộng điểm số lớn khi mà đánh bại đối thủ, xếp cao hơn rất nhiều trên bảng xếp hạng FIFA. Cụ thể, theo tính toán của Futi Ranking, đội tuyển Indonesia được FIFA cộng tới 7,41 điểm sau trận đấu với Curacao, nâng tổng số điểm từ 1019,19 lên 1026,6 điểm. Số điểm này giúp cho đại diện Đông Nam Á đã tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA lên vị trí 153 thế giới. Đội tuyển Indo sẽ còn có thể nâng cao điểm số nữa nếu tiếp tục thi đấu xuất sắc trước Curacao trong trận giao hữu thứ hai giữa hai đội vào ngày 27 tháng 9. Bảng xếp hạng chính thức sau hàng loạt FIFA vào tháng 9 sẽ được công bố vào ngày 6 tháng 10. Đây là bảng xếp hạng có ý nghĩa phân định nhóm hạt giống vòng chung kết Asian Cup 2023 với các đội tuyển đã giành quyền tham dự. Theo ước tính, thứ hạng của các đội tuyển Đông Nam Á sẽ có nhiều xáo trộn khi hầu hết các đội tuyển đều thi đấu giao hữu.